What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Như các bạn đã thấy ở trên bàn của mình đây đang là con Geezer GS2RGB. Thì con này ở trên thị trường cũng xuất hiện cũng khá lâu rồi và cũng có nhiều người review rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết em bàn phím này nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi về cách đóng hộp. Ở ngoài chúng ta chỉ thấy một cách đóng hộp khá là đơn giản. Đó, chỉ có một hộp giấy, có một số ít thông tin ở đây. Cũng như là đằng trước thì có in cái màu bàn phím nhưng mà màu đen thôi. Trắng đen thôi chứ không có gì cả. Ok, ta sẽ mở hộp luôn. Ở trong này chúng ta sẽ có một cuốn giấy chùi ép. Đó, dùng để cho các bạn nếu mà mắc quá thì có thể dùng giấy này thay thế giấy vệ sinh được. Rồi, ở trong này thì chúng ta chỉ còn có chiếc bàn phím thôi, không có gì nhiều. Đây, chiếc bàn phím thì được bọc vào trong một cái túi ni lông trong suốt. Ok, à ở đây nó còn tặng cho chúng ta một cái nhổ keycap nhỏ nhỏ ở đây nữa. Không quan trọng lắm, à, vứt sang một bên. Như các bạn đã thấy thì đây chính là chiếc bàn phím Geezer GS2. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy là cái bàn phím này nó lấy tông chủ đạo là màu đen. Tất cả các thứ là đều màu đen tuyền luôn. Đen rất là đậm chứ không hề có một cái màu nào khác. Ngoài cái chữ Geezer, cái logo Geezer ở đây được khắc màu bạc ở trên này, khắc ở trên cái tấm kim loại luôn. Và cái play của nó là play kim loại rất là dày. Đó, xuyên suốt từ trên xuống dưới như thế này. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ thấy có một cái đặc điểm đặc biệt, đó là có một cái kê tay, đáng lẽ là một cái kê tay ở đây nhưng mà bây giờ Geezer nó đã cắt giảm đi rồi. Đây chúng ta sẽ có bốn cái fit nhựa, đó, cái chân nhựa và có một cái lẫy, hai cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím. Logo Geezer chính giữa hết rồi, không còn gì hết, mặt lưng hoàn toàn trống trơn. Quay lại về mặt trước thì chúng ta sẽ có keycap của Geezer, mặc dù là phông chữ không được đẹp cho lắm nhưng mà nó sẽ là keycap double shot. Chất lượng keycap thì được làm hai lớp và sẽ xuyên led cho nên đảm bảo cho các bạn có thể chơi game trong ban đêm. Và ký tự này sẽ không bao giờ phai chữ nhé. Ngoài ra thì con này đang sử dụng đó là layout chuẩn cho nên các bạn có thể chơi được bất kỳ các loại keycap nào sử dụng cho Cherry, tức là layout chuẩn đấy. Và cái đặc biệt hơn nữa là cái hệ thống led của em này thì là hệ thống led RGB, tí nữa mình sẽ show cho các bạn coi. Con này đang sử dụng Blue Switch của thằng Hwano, một trong những cái switch mà mình thấy gõ cũng khá là ngon, khá là ổn định. Đấy, đang sử dụng Blue Switch. Blue Switch thì gõ nó sẽ có tiếng clicky phát ra. Về cái độ nảy của con này thì mình thấy bấm cũng tạm ổn và nó cũng khá là nảy. Chúng ta sẽ đi ra về cái dây cáp. Dây cáp của em này thì là hoàn toàn là bọc dù luôn và rất là dày. Đây, và nhìn thấy dây cáp của nó là cực kỳ dày luôn, nhìn như là dây thừng vậy. Và nó sẽ có cả cục chống nhiễu. Tuy nhiên thì đầu USB của nó chỉ là đầu thường thôi, không có mạ vàng nhé. Rồi một trong những cái điểm mà khiến cho con này nổi bật đó chính là cái hệ thống đèn LED RGB của mình. Thì bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem cái hệ thống đèn LED này nhé. Sau khi tắt đèn đi thì các bạn có thể thấy là hệ thống đèn LED của nó là hệ thống đèn LED RGB. Cho nên đây là cái chế độ mà nó sẽ là chế độ sáng liên tiếp và nó sẽ đổi màu. Đây, nó sẽ lần lượt đổi màu 7 màu của nó. Thì chúng ta có thể đổi chế độ bằng FN và với F12 để đổi các chế độ LED. Đây là chế độ bấm phím nào sáng phím đó và nó cũng sẽ sáng ngẫu nhiên. Tiếp theo là chúng ta sẽ có chế độ waving. Nếu như mà các bạn muốn đổi màu LED thì chúng ta có thể ấn FN cộng với các nút qua bên trái hoặc là qua bên phải để đổi màu LED. Đó. Đấy. Đây là cái chế độ waving nhưng mà waving một màu thôi. Tiếp theo là chế độ sẽ là đường chạy một đường và nó sẽ cũng có thể đổi được một màu. Hoặc là để chế độ rainbow, tức là nó sẽ đổi nhiều màu, ngẫu nhiên. Tiếp theo là chế độ vipo, tức là bấm nó sẽ tỏa ra hai bên. Đó, và cái này nó cũng sẽ tỏa ra tất cả 7 màu luôn. Và chúng ta có tiếp theo đó là bấm, nó sẽ tỏa ra xung quanh cái phím mà mình bấm, sẽ tỏa ra LED. Đó, và chế độ này có lẽ là chế độ mà nhiều người sử dụng nhất, đó chế độ waving mà kiểu dạng rainbow, tức là làn sóng mà kiểu 7 màu đấy. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là cái hệ thống LED của nó không được mượt mà cho lắm. Chính vì vậy mà cái giá thành của nó khá là rẻ. Hiện tại thì em này đang giảm giá chỉ còn có 750 ngàn thôi.
quá rẻ luôn. Rồi chúng ta sẽ sang chế độ led một màu, nó sẽ đứng im, và cái này mình cũng có thể chuyển chế độ màu được. Rồi chúng ta sẽ đến chế độ đó là breathing, tức là nó sẽ chớp tắt, đó, sáng dần rồi sau đó tắt dần. Cái này mình cũng có thể đổi màu được nhé. Rồi sang chế độ tiếp theo là chế độ này là chế độ mình có thể tùy chỉnh được bất kỳ. Mình ấn Fn cộng với lại nút insert, đó, sau đó thì mình sẽ chọn nút nào màu gì thì mình chỉ cần ấn vào nút đó thôi. Rồi sau đó mình ấn Fn insert lần nữa thì nó sẽ lưu. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại chế độ ban đầu, đó là chế độ breathing. Thì cái độ, tuy cái độ led của nó không được đẹp lắm, nhưng mà các bạn có thể thấy là cái led của nó khá sáng, đủ cho mình có thể chơi vào trong ban đêm. Rồi bây giờ mình sẽ sang một cái nữa, đó là cái phần test cái hiệu năng gõ của em này. Ok, mình đã chuyển cái mic của mình đến gần cái bàn phím hơn. Bây giờ mình sẽ cùng gõ chiếc bàn phím Geezer GS2 RGB này nhé. Như các bạn đã thấy thì cái phím bấm của nó tiếng kêu không được to, tuy nhiên vẫn có tiếng clicky nghe rất là rõ ràng, và nó sẽ có cảm giác khi mình bấm thì nó sẽ khá là nhẹ, nhẹ hơn là những cái switch của thằng Cherry hay là của những cái thằng như là Kai. Switch nó sẽ nhẹ hơn, tiếng nó cũng sẽ êm hơn. Và cái điểm dở của con này đó là chính là những cái nút space, nút dài, thì khi mình gõ thì tiếng của nó khá là nhỏ, và cũng như là nó sẽ không có đều tiếng, và nó sẽ hơi lỏng một chút, nhất là nút cắt mình thấy nó hơi lỏng một chút, vẫn còn nghe thấy tiếng lò xo. Ok, như vậy là mình đã đi đánh giá sơ qua về con bàn phím Geezer GS2 RGB này. Và các bạn thấy sao về cái tầm giá mà nó đang giảm giá là 750.000. Quá rẻ phải không các bạn? Quá rẻ luôn. Các bạn không nghe nhầm đâu, chỉ có 750.000 thôi để có một chiếc bàn phím cơ RGB. Và đặc biệt là con này là con hàng chính hãng, cho nên nó sẽ được hỗ trợ bảo hành lên tới 2 năm từ Ninja. Quá tuyệt vời luôn đúng không các bạn? Và cái điểm ưu điểm của con này thì sẽ là cái hệ thống đèn LED của nó quá tuyệt. Đó, và đèn LED RGB như vậy là quá ok rồi. Và cái thứ hai nữa là chế độ bảo hành của nó lên tới 2 năm. Đó, quá ngon. Đó, và cái thứ ba sẽ là có hệ thống bui khá là chắc chắn. Đó, các bạn có thể thấy rất là cứng cáp, và cái dây cáp của nó cũng khá là dày, được bọc dù. Tuy nhiên nó vẫn sẽ có những cái nhược điểm như là đèn LED không được mượt mà cho lắm, và một số cái nút dài này nó sẽ không có chắc chắn và bấm nó không có đã tay. Đó, đó là những cái nhược điểm của em này. À, và còn một cái nhược điểm nữa mình thấy đó là cái keycap của nó cũng hơi tàu tàu một chút, nhìn nó không được đẹp, nhất là những cái chữ này nó làm không được tinh tế cho lắm. Ok, đó là những cái gì mà mình cảm thấy nhận xét từ con này. Nếu như mà các bạn muốn đặt phím này thì do nó giảm còn 750 thì nó cũng chỉ có số lượng nhất định thôi, cho nên là các bạn hãy nhanh tay đặt nhé, mình để link ở phía dưới phần mô tả. Thì nếu mà các bạn muốn đặt free ship hoặc là giảm bớt ship thì có thể đặt link ở Shopee, mình có để link luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like và subscribe giúp mình nhé. Nếu mà thấy hay thì hãy để lại một comment bình luận ở phía dưới. Cảm ơn các bạn, bye.